Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BYN TV. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Một thanh niên Lithuania tự nổ bom trước tòa đại sứ Hoa Kỳ, tin từ Vilnius. Một thanh niên Lithuania đã cho nổ bom trước tòa đại sứ Hoa Kỳ, nhưng cảnh sát nói kẻ tự cho nổ bom không có mục đích tấn công. Mở họp báo ở Vilnius, cảnh sát trưởng Kestutis Lansinskas nói một cô gái đã chọn cảnh sát thông báo vụ tự tử. Cảnh sát đã tức thời có phản ứng nhưng không thể can thiệp kịp. Một viên chức làm việc tại tòa đại sứ cho biết vụ nổ xảy ra cách tòa đại sứ vài trăm thước nên không gây hư hại. Người cho nổ bom được xác nhận là một thanh niên 19 tuổi đến từ thị trấn Kaunas, chưa từng có hồ sơ của cảnh sát. Lithuania là một cựu chư hầu Liên bang Xô Viết đã gia nhập Liên Âu trong năm 2004. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ca ngợi hành động giải cứu con tin Iran từ ngũ giác đài, tin từ Washington. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, ca ngợi và chúc mừng tới ngũ giác đài đã chiến thắng trong một sứ mệnh giải cứu các con tin bị bắt giữ từ bọn cướp biển. Lực lượng hải quân đặc nhiệm chống cướp biển Hoa Kỳ đã tấn công và giải cứu 13 thủy thủ đoàn người Iran sau nhiều tuần lễ bị hải tặc cướp tàu và giam giữ làm con tin tại vùng biển Ả Rập. Bà Nuland chia sẻ niềm vui với những cuộc tấn công chớp nhoáng từ lực lượng hải quân đặc nhiệm với những binh sĩ hải quân can đảm và nhiều kinh nghiệm chống hải tặc. 13 thủy thủ đoàn Iran đã bị bắt làm con tin hơn 40 ngày, nhân có mặt lực lượng hải quân hạm đội 5 tại khu vực biển Ả Rập với hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis. Ngũ giác đài tiến hành kế hoạch giải cứu con tin với sự tấn công chớp nhoáng đã triệt hạ toàn bộ hải tặc và không có thiệt hại nhân mạng nào từ phía Iran. Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis đã từng bị quốc gia Iran cảnh báo sẽ tấn công bằng quân sự nếu tiến vào trong vùng vịnh Gulf, và cũng hàng không mẫu hạm đó đã giải cứu 13 thủy thủ đoàn Iran bị bắt làm con tin trong những ngày qua. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không biết hải quân Iran đã được cảnh báo 13 thủy thủ đoàn Iran bị hải tặc tấn công và bắt giữ hay không, nhưng tại khu vực biển Ả Rập, nơi lực lượng hải quân Hoa Kỳ tấn công chớp nhoáng, đã không có sự hiện diện của tàu hải quân Iran. 13 con tin Iran đang được trở về đất liền và cảm ơn cuộc giải cứu của lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Bà Nuland nhấn mạnh bất cứ một người dân nào bị hải tặc tấn công và bắt giữ đều được Hoa Kỳ giải cứu dựa trên các công ước quốc tế. Người lãnh đạo phong trào Hamas kêu gọi dùng chính trị giải quyết tình hình Syria, tin từ Cairo. Lãnh tụ phong trào Hamas là ông Khalid Meshaw đã nói với báo chí ở thủ đô Cairo rằng tình hình đổ máu ở Syria phải được nhanh chóng giải quyết bằng biện pháp chính trị. Ông Meshaw qua Cairo để gặp Tổng thư ký Nabil El Arabi của Liên đoàn Ả Rập chỉ một ngày sau khi đối lập Syria tuyên bố chương trình nhằm vãn hồi hòa bình của Liên đoàn đã hoàn tất thất bại. Ông El Arabi nói ông ta đang nhờ ông Meshaw chuyển lời nhắn cho chính phủ Syria. Ông Meshaw đang đặt văn phòng làm việc ở thủ đô Damascus. Phái đoàn quan sát của Liên đoàn Ả Rập đến Syria để theo dõi chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad có thi hành chương trình vãn hồi hòa bình của Liên đoàn Ả Rập hay không. Theo chương trình, quân đội Syria phải rút khỏi các thành phố, trả tự do cho tù nhân chính trị và đàm phán với đối lập. Ông El Arabi nói rằng chính phủ Syria chưa hoàn toàn thi hành chương trình của Liên đoàn, chưa chấm dứt bạo động, chưa trả tự do cho tù nhân. Sứ mạng của quan sát viên đang khó khăn hơn nhiều so với ước tính lúc ban đầu. Qua cuộc họp báo, ông Meshaw nói Hamas và cá nhân ông ta đã nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị thay vì an ninh để giải quyết tình hình Syria. Ông ta tin tưởng rằng khối Ả Rập phải chuyển từ giải pháp an ninh qua giải pháp chính trị mới có thể giúp đem lại ổn định cho Syria. Đối với cuộc họp của thương thuyết trưởng Palestine và Do Thái, ông Meshaw nói các cuộc đàm phán trước đây không đem lại kết quả nào vì Do Thái không chịu công nhận quyền lợi người Palestine. Công tác hiện giờ là phải đoàn kết các thành phần Palestine để có thể mạnh đàm phán với Do Thái. Người Palestine đã chia rẽ gần 5 năm nên việc hòa giải còn gặp một số khó khăn nhưng sẽ vượt qua những khó khăn này.
yếu tố rõ rệt là ngoại quốc đã can thiệp để ngăn trở sự hòa giải Palestine, đe dọa cúp viện trợ, nên tại căn nhà chung của khối Ả Rập, ông ta đã yêu cầu ông Tổng Thư ký và các nhà lãnh đạo trong khối bảo vệ sự hòa giải trước sự can thiệp của ngoại quốc. Khu cư dân người Shia ở thủ đô Baghdad bị tấn công bằng súng cối. Tin từ Baghdad, 4 thường dân đã bị thương sau khi một quả đạn súng cối rớt xuống quảng trường Aden trong khu dân cư người Shia thuộc quận Kashmiya. Quả đạn đã rớt trúng một chiếc xe dân sự. Ngay sau khi Hoa Kỳ rút hết quân về nước, căng thẳng chính trị đã diễn ra giữa phe Sunni và Shia, tạo lo ngại chiến tranh giáo phái có thể diễn ra như trong năm 2006-2007. Thủ tướng Maliki đã làm người Sunni tức giận sau khi yêu cầu quốc hội cách chức phó thủ tướng Saleh al-Muslah và ra trát bắt giam phó tổng thống Tariq al-Hashimi. Trong ngày thứ ba vừa qua, khối Iraqiya được người Sunni ủng hộ đã tẩy chay cuộc họp quốc hội và nội các. Iraq tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm thành lập quân đội. Tin từ Baghdad, Thủ tướng Nouri al-Maliki đã chủ tọa một cuộc diễn binh kỷ niệm 91 năm thành lập quân đội Iraq. Đây là cuộc diễn binh đầu tiên sau 9 năm lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein và sau khi quân đội Hoa Kỳ rút quân về nước. Cuộc diễn binh được tổ chức trong vùng Green Zone, được bảo vệ an ninh tối đa, với sự tham dự của nhiều đơn vị quân đội và chiến cụ xe tăng, xe Humvee, xe bọc sắt. Quân đội Iraq dưới thời Saddam Hussein là một quân đội mạnh nhất trong vùng với khoảng 700.000 quân, lực lượng không quân cũng khoảng 40.000 người, có nhiều loại phi cơ chiến đấu gồm Mirage, MiG nhưng đã bị Hoa Kỳ giải tán trong năm 2003. Trong lúc diễn binh, loạn quân đã bắn súng cối vào khu vực Green Zone nhưng không gây thiệt hại. Cuộc diễn binh đã được tổ chức chỉ một ngày sau khi thủ đô Baghdad đã xảy ra nhiều vụ đánh bom, làm ít nhất 73 người chết và hàng trăm người bị thương. Iraq vẫn còn là chiến trường chính của Al-Qaeda và dân quân người Shia. Các vụ đánh bom tấn công ám sát vẫn còn diễn ra hàng ngày ở thủ đô Baghdad và các thành phố trong nước. Theo lời tuyên bố của chính phủ Iraq, lực lượng an ninh đang có khoảng 900.000 người, gồm quân nhân và cảnh sát được Hoa Kỳ huấn luyện nhưng chưa được trang bị đầy đủ. Gia đình sinh viên Biv thăm nơi con trai bị bắn chết. Tin từ Manchester, gia đình sinh viên Anus Biv đã tới nơi anh bị bắn chết để đặt hoa và cầu nguyện. Sinh viên Biv, 23 tuổi, đang đi với bạn ở Stafford gần Manchester thì bị chặn lại và bắn chết một cách vô cớ trong ngày 26 tháng 12. Cha mẹ của anh là ông bà Subhash và Yogini, người cùng anh rể là Rakesh Nasonawan đã tới Anh trong ngày thứ Tư theo lời mời của dân biểu Kay Watt và là chủ tịch của Ủy ban Quốc nội Anh. Ông Subhash Biv nói trong thời gian có cơ hội ở Anh, gia đình ông ta đã đi gặp những người có liên hệ trong cuộc sống của Anus và sẽ đưa linh cữu của Anus về gia đình. Gia đình ông ta không có phiền trách ai ngoài người thanh niên đã vô cớ bắn chết Anus. Gia đình ông Subhash Biv cũng đã gặp các sĩ quan cảnh sát ở Manchester để biết rõ những gì đã xảy ra. Thanh niên Kieran Stapleton xưng tên với cảnh sát là Bicycle Stapleton đang bị truy tố tội giết người. Gia đình hy vọng đưa linh cữu Anu về Ấn Độ trong chiều nay. Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố đã chọn được 22 vị tân hồng y, tin từ Vatican. Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã chỉ định 22 vị hồng y mới, được gọi là hoàng tử của giáo hội, là những người sẽ một ngày chọn lựa ra vị giáo hoàng tương lai. Một trong những người có tên trong danh sách là Tổng giám mục Timothy Dolan của giáo phận New York. Những hồng y được chỉ định khác có người Ý, Bồ Đào Nha, Brazil, Ấn Độ, Canada, Tiệp Khắc, Hòa Lan, Đức, Trung Quốc, Romania, Bỉ và Malta. Giáo hoàng nói với niềm vui lớn lao, vào ngày 18 tháng 2, Ngài sẽ tổ chức một cuộc công nghị chỉ định 22 thành viên mới của Hồng Y đoàn. Các Hồng Y có nhiệm vụ giúp người kế vị Thánh Peter trong việc thực hiện sứ vụ của Ngài, củng cố đức tin, nền tảng đoàn kết và hiệp thông của giáo hội. Trong số 22 Hồng Y mới, có 18 người dưới 80 tuổi sẽ là những người có thể tham dự cuộc họp bầu chọn tân giáo hoàng sau khi
giáo hoàng Benedict qua đời. Lễ tấn phong sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 2. Qua bài giảng hàng tuần, giáo hoàng cũng đã gửi lời chúc tới các giáo hội Thiên Chúa giáo phương Đông đang bắt đầu ăn mừng lễ Giáng sinh. Lễ lặn tìm thánh giá của chính thống giáo Hy Lạp tại thành phố Istanbul, tin từ Istanbul, người theo đạo chính thống giáo ở thành phố Istanbul đã tham dự lễ lặn Giáng sinh theo truyền thống mỗi năm hôm nay. Sau buổi lễ tại nhà thờ, đám đông đi bộ tới vịnh Golden Horn với Đức Giáo chủ Bartholomew. Truyền thống lặn Giáng sinh có từ thời Byzantine, Đức Giáo chủ ném một cây thập tự giá xuống nước, thanh niên phóng theo để tranh tìm cây thánh giá này. Anh Apostolos Okinonau là một công dân Hy Lạp đã tìm được cây thánh giá và trao lại cho Đức Giáo chủ. Anh Okinonau nói trong 4 năm liên tiếp, anh ta đã tham gia lễ lặn và năm nay anh mới là người may mắn. Năm tới, anh cũng sẽ tham gia và tiếp tục tham gia mỗi năm. Anh mong muốn năm này mọi người được sống trong hòa bình vui vẻ. Hàng trăm người thuộc cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp tham gia lễ lặn Giáng sinh mỗi năm được tổ chức trên bờ vùng eo biển gọi là Golden Horn, nằm trên đường ranh giới Âu Châu và Á Châu. Trước khi chuyển đến quý vị phần tin kinh tế thế giới, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 6 tháng 1 năm 2012. Kính thưa quý vị, chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P mất điểm và chỉ số Nasdaq thì tăng điểm. Chỉ số Dow Jones mất 55.78 điểm, đóng ở mức 12.359.92 điểm. Chỉ số S&P 500 thụt mất 3.25 điểm, đóng ở mức 1.277.81 điểm và chỉ số Nasdaq tăng 4.36 điểm, đóng ở mức 2.674.22 điểm. Vừa rồi là phần tin thế giới của BYN TV. Hưng Yên kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Quý vị đừng rời màn hình. Sau vài thông tin thương mại, Xuân Phương sẽ trở lại trong phần tin kinh tế thế giới.